quả là một ngày đẹp trời để Mai có thể review cho quý khách hàng những sản phẩm rất là tốt đẹp bên Mai. Cứ mỗi lần mà nhắc đến là đi quay video cho khách hàng thì Mai rất là háo hức để muốn chia sẻ với khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất và đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Hôm nay Mai sẽ review cho quý khách hàng nhà cùng khách hàng một căn nhà với diện tích là ngang 4 dài 10, tổng diện tích là 40 m2, với giá chỉ có 1.690.000 nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng và khoảng 500m trong khu dân cư hiện hữu. Thì xin mời quý khách hàng hãy vào bên trong xem chi tiết của căn nhà có những gì nhé. Xin mời quý khách hàng. Khi vào khoảng không gian bên trong của căn nhà thì những quý khách hàng đã thấy bên Mai đã chọn cho quý khách hàng những cái tông màu cảnh rất là sáng và sôi động. Kèm theo đó là bên chủ đầu tư của Mai đã tặng cho quý khách hàng một bức tranh phù điêu với cái ý nghĩa là xã đảo thành công. Rất là rộng rãi, thoáng mát, tận dụng diện tích của